Hôm nay mình sẽ đi cưa gỗ. Cái cây này được nè, cưa thôi. Chắc mình cưa xong nốt cái cây này mình sẽ đi về thôi. Đấy, nốt cái nữa nè. Ê, cha, ôi, gãy cưa luôn rồi. Trời ơi, hết rồi, bây giờ sao đây? Còn có ai không ta? Có ai cho mình mượn cái cưa không ta? Ủa, có cái cưa kìa. Tự nhiên ai để quên cái cưa đây trời. Để mình lấy cái coi. Cái xinh nha. Ê, cha. Ủa, cái kia. Ơ, cái gì? Tụi nó biết chạy vậy? Đừng lại, ơi, đừng lại đó. Chạy đâu vậy? Ôi. Cho mượn cái cơ đây, cho mượn cái cơ đây. Chạy đứng lại coi. Ôi, đứng lại đó. Trời ơi. Ôi, trời ơi, nó nhảy xuống dưới luôn rồi. Giờ sao ta? À, tao thấy mày rồi nha con. Bắt nè. Đừng ông chạy nha con. Ê, chưa. Ủa, mày nói cái gì vậy? Ủa, không phải là cái cơ à. Ê, mày nghĩ mày bắt được ai hả? Ngươi là ai vậy? Nếu ngươi thành tâm muốn biết, ta sẽ trả lời. Ta chính là quỷ đầu cưa Chainsaw Man. Quỷ đầu cưa có tiền sao? Đúng rồi đó, cho ta sẽ cưa mày ra bà. Trời ơi, trời sao ban đêm mà mày mặc cái đồ quỷ gì mà quỷ đầu cơ tại vậy em nói đi, đừng có nói cái gì mà tầm bậy tầm bạ. Mày muốn mượn cái cưa tao đúng không? Không, con quỷ đầu cơ sức. Trời ơi, quỷ đầu cưa là cái gì vậy? Các bạn có biết quỷ đầu cưa là gì vậy? Các bạn có biết quỷ đầu cưa không thì comment ở dưới giúp tôi nha. Chứ thằng này suốt ngày nó cứ quỷ đầu cưa. Mày coi phim nhiều mày bị nhiễm mà mày. Trời ơi, tăng công rồi mày đừng có xạo tao, là tao đấm mày. Bây giờ làm gì có quỷ đầu cưa trên cái thế giới này hả? Đấm gai làm gì có chứ. Đúng rồi, ông cũng hiểu ý tôi. Tao không biết thằng nào. Ừ, tao cũng không biết thằng nào đâu. Hình như đó giống quyền. Trời, qua nhà thằng dắt cầu cứu đi nó ba. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, chạy nhanh. Ôi, các bạn ơi, hình như nó mất dấu rồi. Nhưng mà chạy lên trong làng của chúng ta đã thật sự có sự xuất hiện của quỷ đầu cưa rồi. Trời ơi, vô nhà thằng dắt nhanh nhanh. Đóng lại, đóng cửa kỹ vô. Các bạn ơi, trời ơi, không ngủ rồi. Quỷ đầu cưa xuất hiện trên rồi. Ôi, dắt, trời dắt giờ này còn ngủ nữa hả? Dắt, tỉnh dậy đây. Trời ơi, ông không biết gì hết trơn. Quỷ đầu cưa đã xuất hiện rồi. Quỷ đầu cưa, trời ơi là trời, ông đập trên khủng. Trời ơi, hồi nãy tôi gấp quá, tôi lỡ đục cái lỗ nhà ông, có gì đâu, xin lỗi. Nhưng mà quan trọng là quỷ đầu cưa nó đã vô đây rồi đó, dắt à. Trời ơi, tôi thấy buồn quá, chạy đến nhà tôi đây. Trời ơi, giờ này mà ông còn muốn đền cái gì nữa. Ôi, có nghe tiếng cưa không? Quỷ đầu cưa nghe tiếng cưa không? Quỷ đầu cưa, hình như tôi nghe tiếng cưa xuất phát ở đâu đây á. Cái gì vậy? Chết rồi, quỷ đầu cưa nó cưa ông dắt rồi. Dắt ơi, dắt ơi. Chết rồi, dắt bị quỷ đầu cưa bắt rồi. Quỷ ơi, trời ơi, nó cưa dắt lên kìa. Trời ơi, trời, không ổn rồi, trời sao đây. Tụi bay muốn cứu ăn nhóc phải không? Tại tao không trả luôn nha, giờ nó của ta luôn. Ôi, chết rồi, nó bắt ăn dắt luôn rồi. Chết rồi, đáng sợ của các bạn ơi. Quỷ đầu cưa quá là đáng sợ quá đi à. Chết trời ơi, bây giờ chúng ta phải nghĩ một cái kế hoạch gì đó để mà giữ an toàn cho chúng ta, rồi sau đó chúng ta còn cứu dắt nữa, chứ không như thế này là chết chúng ta luôn đó. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Phải làm gì đây? Các bạn ơi, phải làm gì thiệt là an toàn. Ủa, bạn vừa comment là anh đây, hãy xây hầm an toàn chống lại quỷ đầu cưa Chainsaw Man đi. Trời ơi, quá là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã cho tôi ý kiến. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xây hầm an toàn trước khi con quỷ đầu cưa nó trở lại. Lại đây. Thôi đi ra khỏi chỗ này thôi. Được rồi các bạn ơi, tôi thấy chỗ này hợp lý. Và bây giờ hai đứa mình đã mặc cho mình hai bộ đồ, gọi là bộ đồ đào hầm luôn, để chúng ta có thể làm được một cái hầm an toàn. Mình sẽ quyết định xây một cái hầm an toàn ở sau nhà thằng dắt các bạn, để chúng ta có thể tiện việc an toàn và cứu được nó luôn. Được rồi, bây giờ mày dọn đèn cho tao đào xuống nha. Mày dọn đèn cho tao đi, để tao đào xuống cho ý ơi. Được rồi, mình sẽ đào xuống thiệt là sâu các bạn ơi, để chúng ta có thể làm một cái hầm bí mật thiệt là an toàn để chống lại con Chainsaw Man đó các bạn ơi. Được rồi các bạn ơi, tụi mình đã làm xong cái hầm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuống cái hầm bí mật này để chúng ta bắt đầu làm cái kế hoạch để có thể giải cứu thằng dắt cũng như là bảo vệ an toàn của chúng ta thôi. Được rồi, đóng nắp hầm lại rồi, đi xuống thời nào các bạn ơi, thì tụi mình đã dành rất là nhiều thời gian để có thể tạo ra được một cái căn hầm bí mật như thế này. Đây đó các bạn nhìn đi, tụi mình đã đào rất là nhiều. Đây chính là cái đường của mình các bạn. Còn sau đó mình sẽ lên một cái kế hoạch rất là hay, đó chính là mình sẽ dụ thằng Chainsaw Man. Có nghĩa là mình sẽ dụ nó chạy xuống cái hầm của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ giăng sẵn những cái bẫy ở đây để nó có thể dính vô những cái bẫy đó, để sau đó những cái bẫy đó sẽ cùng mình và Huy Nấp chế tạo, và nó sẽ tiêu diệt cái con Chainsaw Man để có thể giải cứu thằng dắt các bạn. Thì phần trên này sẽ là phần của thằng Huy Nấp trước các bạn, còn mình sẽ lo cái phần ở dưới. Được rồi, Huy Nấp đâu rồi? Mày lên làm bên trên đi, mày lộn chỗ rồi. Mày lên đi, lên trên làm đi. Được rồi, làm bên trên mà mày. Quan được rồi các bạn ơi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm những cái bẫy, mình sẽ giăng sẵn để dụ Chainsaw Man đi vô. Được rồi các bạn ơi, thì chúng ta đang chiến đấu với một con có tên là quỷ đầu cưa. Bởi vì vậy mình sẽ chế tạo những cái bẫy nó cũng liên quan tới cưa luôn, để có thể đánh bại nó, gọi là gậy ông đập lưng ông đó các bạn. Bởi vậy bẫy đầu tiên tôi sẽ làm một cái lưỡi cưa.
Vi xin giới thiệu với tất cả các bạn một cái bẫy lưỡi cưa siêu bự của tôi đây. Đây chính là một cái bẫy có tên là lưỡi cưa khổng lồ, và đằng sau tôi đây là chính là một cái lưỡi cưa rất là bự, và nó có hình tròn các bạn, và nó sẽ xoay liên tục, và nó sẽ gây sát thương lên cái con quỷ cưa đó. Nhưng mà làm sao để ta có thể làm được một cái bẫy từ cái lưỡi cưa này? Thì vấn đề đó chính là đầu tiên chúng ta sẽ giấu những cái lưỡi cưa này đằng sau những cái bức tường như thế này để cái con quỷ cưa kia nó mất đề phòng, nó không để ý các bạn. Thì sau khi chúng ta đã chạy qua được khu vực này, chúng ta chỉ cần kích hoạt bằng cách bấm một cái nút hay gạt một cái cần gạt gì đó, thì những cái lưỡi cưa đang bị giấu kìa nó sẽ xuất hiện và sẽ cưa chết cái con lưỡi cưa luôn đó. Bây giờ mình đã tạo ra tổng cộng là 6 cái lưỡi cưa và mình đã giấu nó sát vô bên trong tường rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần sau khi cái con lưỡi cưa kia ra được, mà mình chạy qua đây, sau đó mình tới đây rồi mình chỉ cần gạt cái cần này một cái, những cái lưỡi cưa đó sẽ tự động chạy vô bên trong và cưa chết cái con lưỡi cưa luôn. Wow, đó các bạn thấy chưa, đó chính là cái cách cái bẫy đầu tiên có tên là lưỡi cưa khổng lồ của tôi hoạt động, đó chính là khi chúng ta gạt cái cần này thì những cái lưỡi cưa nó sẽ hoạt động bằng cách là nó chạy vô và cưa cái con lưỡi cưa đó. Ha ha, quỷ đầu cưa, mày làm sao mà vượt qua được cái này? Vậy là chúng ta đã xong cái bẫy đầu tiên có tên là bẫy gọi là cưa khổng lồ rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bẫy tiếp theo. Thì bên này tôi sẽ đặt những cái máy như thế này đây, rồi chiếu nữa các bạn sẽ biết cái máy này nó sẽ được hoạt động như thế nào đó. Chúng ta sẽ đặt là tổng cộng là 8 cái máy như thế này. Thì sau khi chúng ta đã giấu những cái cưa này, chúng ta sẽ chạy qua đây, chạy qua đây đúng không các bạn? Thì khi tôi gạt cái này thì các bạn sẽ thấy điều bí ẩn, điều xịn sò nó sẽ xảy ra. Hay cha, những cái cưa nó sẽ đâm ra đâm vô liên tục. Và nếu cái con quỷ đầu cưa mà nó không để, nó sẽ bị những cái cưa này đụng vô chân mà quẹt giò và nó sẽ té và nó sẽ bị tiêu diệt cho mà coi. Và đó chính là cái bẫy thứ hai của tôi liên quan đến cái cưa có tên là máy phát cưa đó các bạn. Nó sẽ tạo ra những cái cưa mà sẽ cưa cái con quỷ đầu cưa luôn. Ha ha ha, đúng là còn lại cưa một ngày toàn là cưa luôn nha, đúng không các? Bây giờ chúng ta đã xong được hai cái bẫy rồi, bây giờ tắt nó đi. Hay cha, được rồi. Và cái bẫy tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái nguyên vật liệu nó rất là gây nhiều sát thương, đó chính là lava các bạn, bằng cách là chúng ta sẽ đặt những cái máy phát lava ở trên này đó. Nó sẽ lấp đầy ở trên này toàn là cái máy phát lava luôn. Được rồi, chúng ta đã lấp đầy những cái máy này bằng lava rồi các bạn. Sau đó chúng ta sẽ hoạt động cái bẫy này như thế nào thì các bạn thấy này. Khi chúng ta đã xong cái bẫy cưa bên này không, chúng ta chạy qua đây, khúc này mới quan trọng này. Chúng ta sẽ bật cho hai cái lớp kính này lên và nó sẽ chặn lại đó. Thì cái lồng này nó sẽ nhốt cái con quỷ đầu cưa lại, và chúng ta chỉ cần bấm cái nút này một cái là cái lava ở trên kia lập tức nó sẽ chảy xuống và dìm chết cái con quỷ đầu cưa luôn các bạn. Các bạn hiểu không? Ví dụ mình đi là mình là quỷ đầu cưa đó, mình sẽ bị nhốt trong này. Sau đó thằng tô gành nó sẽ ấn ngoài kia, nó đứng ấn cái nút một cái thì lava nó sẽ chảy xuống. Bây giờ mình sẽ ấn thử cho các bạn coi luôn nha. Nè, mình sẽ ấn cái nút này một cái. Hay cha, lava nó sẽ tự động chảy xuống và lấp nguyên cái này thành một cái bể lava luôn các bạn ơi. Trời ơi, quỷ đầu cưa làm sao mới có thể sống qua được cái này đúng không các bạn ơi? Tôi rất là tự tin vô cái bẫy này luôn các bạn à. Thì các bạn thấy cái bẫy như thế nào thì đừng quên comment ở dưới nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ tắt cái này đi. Hay cha. Và cái bẫy cuối cùng thì đố các bạn biết đó chính là cái gì? Thì như các bạn biết, con quỷ đầu cưa gọi là một cái con quỷ cận chiến. Tại vì sao lại gọi là cận chiến? Tại vì cái cưa chính là một cái vũ khí rất là đánh rất là tầm gần thôi nha các bạn, chứ nó không phải là tầm xa như là súng hay là cung hay là gì đó. Bởi vậy mình sẽ quyết định sử dụng một con gọi là con có tầm xa để có thể chống lại được cái con tầm gần. Và con đó chính là con này đây. Hay cha, đó chính là con skeleton khổng lồ. Ha ha, và mình tin rằng con này với cái cung nó cầm trên tay là một con đánh xa, nó có thể giúp mình chiến đấu lại con quỷ đầu cưa. Tại vì quỷ đầu cưa đó là cận chiến mà nó chưa kịp tới gần con này thì đã bị con này dùng cung để bắn vô đầu con quỷ đầu cưa đó rồi các bạn ơi. Bởi vì vậy như các bạn biết là con quỷ đầu cưa đó chính là một trong những loại là quỷ của quỷ, là nó sẽ cũng tấn công quỷ. Bởi vậy con này nó cũng là một cái con quái vật, nên mình tin rằng con này có thể chiến đấu thắng cái con quỷ đầu cưa đó. Ha ha, và mình sẽ cứu được Jack VN các bạn ơi. Và bây giờ mình chỉ cần đặt một cái máy này ở đây, sau đó mình sẽ bỏ quả trứng cái con skeleton này vô, rồi mình sẽ đặt cái nút ở đây. Bấm cái nút một cái thì sẽ tạo ra lập tức cái con skeleton để tiêu diệt quỷ đầu cưa rồi. Được rồi, vậy là mình đã xong tất cả những cái bẫy của mình. Mình điểm nhanh lại coi, đầu tiên là bẫy cưa khổng lồ, là máy phát cưa, sau đó lại là máy ngọc gọi là máy gì ta? Đừng có đi vô đây, đừng có vô đây mà lava nó giết mày. Bây giờ đi về chỗ đi. Cái máy này gọi là cái bể lava, còn cuối cùng đó chính là quái vật xương khổng lồ. Thì các bạn thấy bẫy mình như thế nào thì đừng quên comment chấm điểm ở dưới, và các bạn có tự tin là mình sẽ có thể chiến thắng được quỷ đầu cưa không thì comment ở dưới luôn nha. Vậy là mình đã xong cái bẫy mình rồi các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ lên chỗ của thằng Huy xem thử nó xong chưa. Thì mình đã làm đây chỉ là một cái thang máy để chúng ta có thể lên chỗ thằng Huy rồi. Đó, Huy xong chưa? Tao đã xong rồi. Được rồi. Huy cũng đã xong với một đống cái bẫy của Huy ở đây rồi các bạn. Được rồi. Vậy bây giờ chúng ta đã xong xuôi hết tất cả các bạn. Bây giờ còn chần chờ gì nữa mà bây giờ chúng ta không thực hiện cái của chúng ta, đó chính là lên vũ cái con quỷ đầu cưa thôi nào. Lên tôi lên. Được rồi, mình sẽ lên mở cửa này ra. Bây giờ mình sẽ vũ cái con quỷ đầu cưa nó trở lại đây. Không biết nó đâu rồi ta. Quỷ đầu cưa mày đâu rồi? Mày ngon mày ra đây đi. Ngon mày ra đây mày trả dắt cho tao coi. Ra đây. Trời ơi, nó chạy đây, mở lồng ra, chạy xuống thôi. Trời đất ơi.
thôi, đúng như các bạn nha, đúng như các bạn nha, đúng như các bạn. Ai da, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô bẫy của Tân Huy trước các bạn. Được rồi, đợi nó xuống, đợi nó xuống rồi. Mày ngon mày xuống đây, mày ngon mày xuống đây. Rồi, nó chuẩn bị xuống đây rồi. Nó xuống rồi kìa, được rồi. Bẫy đầu tiên Huy nó phải cho. Mày đây con. Wow! Cái bẫy đầu tiên của Huy nó là bẫy gai rồi. Trời nó đâm lên. Mày ngon mày vô đây. Chuẩn bị gạt cái bẫy thứ hai đây là mày ngon mày lại đây. Mày. Cái bẫy thứ hai của Huy nó chính là cái bẫy cái kia xoay các bạn. Trời ơi, cố lên nhắc ơi, mình phải tiêu diệt được con quỷ đầu cưa này tôi mới cứu ông được. Cố lên. Mày tao với tao xin. Wow. Trời ơi, cái máy cưa nó biết xoay luôn kìa các bạn. Mày nó đập luôn rồi. Ơi, lùi lại. Ok, bẫy này là bẫy gì đây? Bẫy gì đây? Mày gần đây, gần đây. Ok. À, mày ngon mày lại đây. Ai cha. Mày nè. Trời ơi, cái bẫy này chính là cái bẫy đá kẹp các bạn. Trời ơi, nó bẹp gì luôn rồi. Nó bị chẹp lép luôn rồi các bạn ơi. Ha. Trời ơi, công nhận là cái bẫy xịn đẻ cả leo rồi, xong luôn. Nó bị sao vậy trời? Bây giờ dẹp lép như một cái cây gỗ luôn. Ôi, nó phình ra lại rồi kìa. Ôi cơ, nên nó cũng dùng mỹ nhân kế rồi. Ủa, là sao mỹ nhân kế? Ủa, mỹ nhân kế là sao? Không có cài bơm ở trong. Ủa, cài nộm á, cài nộm á. Ủa, đây chỉ là cài nộm của cài bom các bạn ơi. Ôi trời ơi, ôi trời đất ơi, đúng là mỹ nhân kế. Cái này là cái hình nộm các bạn. Mày ôi trời ơi, mạnh quá mạnh rồi. Cố lên. Ôi trời, anh ơi đây. Chết rồi. Mày dám dụ ta. Chạy đi, xuống bẫy của tô gà đi. Rồi. Mày ngồi mày lại. Được rồi, bẫy lưỡi cưa khổng lồ. Ây cha. Lưỡi cưa xuất bè. Ôi trời ơi, nó đang bị tính cái lưỡi cưa nó. Này thì mày cưa này con. Chạy ông đập lưng ông nha. Nó vượt qua được rồi, Mày ngồi mày tới đây. Mày ngồi mày tới đây. Được rồi, lưỡi cưa tiếp theo. Cha. Dính rồi đây con. Ôi cho mày đi kìa. Nó bị cái cưa đẩy qua đẩy lại như là chơi tung hứng vậy, Mày đây con. Mày đây con. Trời ơi, giống cái cưa trên tay của nó như các bạn ơi, nhưng mà cưa này. Ôi. Mày đây con. Leo. Hát kỳ quá. Nó qua được rồi. Ôi, bật cái cửa lên. Ai cha. Chết người rồi con. Người hở chạy được rồi. Hãy nhìn lên phía trên đi. Tao sẽ bấm nút cho người coi. Ai cha. Lava xuất hiện. Rồi xong người rồi. Nó bị cha và nhấn chìm luôn rồi các bạn ơi. Ui, nghe tiếng nó đâu. Kiểu này là tụi mình chiến thắng chắc rồi. Ôi, thằng Jack kia. Trời ơi, không sao. Tiêu diệt được nó là ông sẽ cứu được. Cô lên Jack ơi, ông phải tiêu diệt được cái con quỷ đầu cưa đó cái nào. Ôi vậy. Ôi trông nó quá được rồi. Ôi, khoan. Chúng ta còn một cái bẫy cuối cùng. Ai cha, bắn nó đây. Tiêu diệt nó, bày đây con. Trời ơi, nó dùng cái xương kẹp luôn kìa các bạn. Được rồi, các bạn hãy dự đoán xem. Quỷ đầu cưa cùng với hả là khổng lồ xương ai sẽ là người chiến thắng. Mày nè con nè, bắn nè, mày nè. Ui, nó kẹp kìa các bạn. Nó dùng cái khung xương đó. Ơi, đâu rồi. Trời ơi, nó bị cháy rồi. Chết, không được, chết. Bắn nó đi. Trời ơi, được rồi, con xương của mình ra. Ôi, con này nó mạnh quá. Tấn công. Trời ơi. Quý ơi, liệu ai sẽ chiến thắng đây? Mày nè con, nó bị đẩy vô lava được. Ôi trời ơi, xương lùi lại, đừng có chạy vô tao. Trời ơi, xương ra khỏi chỗ đó đi xương ơi. Trời ơi, xương ơi. Ôi trời, xương ra được rồi. Mày nè con. Trời ơi, xương mạnh quá các bạn. Ôi, liệu xương có thể chiến thắng được quỷ đầu cưa không các bạn ơi? Ôi trời. Bắn đã. Mày nè con, căng thẳng quá, trận chiến căng thẳng nhất trước giờ tôi từng coi luôn đó các bạn ơi. Mày nè, chạy đi đâu, cố lên xương ơi, cố lên. Chết rồi. Ai nghĩ ai đánh bại được ta sao? Không ai đỡ kẻ nào bởi vì ta là quỷ đâu cả. Trời ơi, đáng sợ quá vậy, nó tiêu diệt con ma xương của mình luôn rồi. Trời đất ơi. Dạ, sao vậy? Cục xương nó làm gì vậy? Dạ. Ủa là sao nó làm cái gì vậy? Trời, sao nó cầm cục xương lên nó bị vậy? Ủa gì vậy? Ủa sao nó biến thành con chó hồi nãy à? Ai 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 ai
dắt ở trên hiểu rồi các bạn ơi. Vậy là hồi nãy mình nó giết cái con ma xương, cái nó rớt ra cái cục xương làm con chó nó lại xuất hiện trở lại rồi. Trời, được rồi, mình sẽ cứu con dắt ra, sau đó mình sẽ nhốt con chó này lại vậy chứ. Mày hả con, nhốt nó vô lồng rồi nha các bạn ơi. Trời ơi, ôi nhưng mà dắt có sao không? Trời ơi, cứu được ông rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi, bãi cưa nó làm nhỏ gì. Quan trọng là mình đã nhốt được cái con quỷ đầu cưa, mặc dù nó biến thành con chó rồi, nhưng mà nó vẫn là rất là nguy hiểm các bạn, nên là chúng ta không nên chạy ra thôi. Mình nhốt ở đây rồi. Được rồi, chúng ta cùng đi về đó nào. Được rồi, lên thang máy rồi, chúng ta cần thoát khỏi hầm thôi các bạn ơi. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích video này đừng quên để lại cho tôi một like, một subscribe, cũng như là cho mọi người xem tôi tìm nhà một cạn bí có quỷ. Và các bạn thích tôi làm tiếp tục về quỷ đầu cưa thì đừng quên comment ở dưới nha. Được rồi, bye bye mọi người, và hẹn gặp lại, đi ra khỏi hầm thôi.